Xin chào anh em đam mê đồng hồ, em là Tú. Hôm nay em lại tiếp tục series đồng hồ mới về. Hôm nay em lại trên tay cho anh em một chiếc Rolex em nhá. Thì chiếc này là một chiếc hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn đủ hộp sổ thẻ như ở đây. Đây là một chiếc cực kỳ đẹp anh em ạ. Ok, thì em sẽ mở ra để cho anh em cùng xem nhá. Ở bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ màu xanh đây và em sẽ mở gần này ra. Trước khi đến với chiếc đồng hồ này thì em sẽ ghé qua một chút ở cái ngăn này. Ở đây là nơi chứa hai quyển sổ và một cái thẻ của chiếc đồng hồ này. Đó, đây quyển sổ to với các hướng dẫn sử dụng của hãng này. Và quyển sổ nhỏ sau này thì sẽ là điểm các điểm service của Rolex trên toàn thế giới. Đó, em sẽ lướt qua một chút cho anh em xem. Còn đây là cái thẻ của chiếc đồng hồ này. Ở trên này sẽ có mã là 126234 với mã một đầu 126 thì tức là trên này một chiếc đời mới và 234 là size 36mm và thân thép trắng với số series là J4S73943. Ở mặt sau chúng ta sẽ có là dấu đại lý này. Trước này em mua tại Hàn Quốc này và ngày mua là 12 tháng 11 năm 2019 và trước này thì cũng mới chỉ được chưa đầy mới hơn 1 năm thôi và vẫn còn bảo hành 4 năm nữa. Ok, thì em sẽ cùng trên tay cho anh em. Thì ở đây em có một cái tag superlative này, certifil này và đây là mắt thử của chiếc đồng hồ này, full mắt anh em nhé. Ok, thì trên tay em đây là một chiếc Rolex 126234 Mark 2 mặt vi tính hồng. Đó. Chiếc này thì anh em Việt Nam hay gọi là mặt cá hồi. Tại vì cái mặt phớt hồng của cái mặt vi tính này nó sẽ giống với cái miếng miếng cá hồi mà anh em biết đấy, nên là sẽ gọi cái chiếc này là một chiếc cá hồi. Đó. Chúng ta sẽ có một cái mặt vi tính hồng được làm rất là nhiều dòng chữ Rolex làm nổi ở bên trên. Đó, anh em nhìn cái mặt này nó sẽ rất là tinh tế. Đó. Khi anh em đã nhìn quen cái mặt này rồi thì nhìn các mặt khác nó sẽ rất là đơn giản. Còn nhìn cái mặt vi tính này thì cực kỳ là cuốn hút. Và chúng ta sẽ có là cái logo ở góc 12 giờ đây và các cọc số sẽ được đính kim cương. Ô lịch ở góc 3 giờ, bộ kim vẫn được làm bằng vàng trắng với các phần đánh bóng và đường gân ở chính giữa cực kỳ là tinh tế. Chúng ta sẽ có là các dòng chữ chạy vòng quanh liền này và ở góc 6 giờ đây thì em sẽ có là dòng chữ series ở đây. Anh em có thể nhìn thấy qua một chút. Ở dưới mặt kính sapphire này thì sẽ có một cái logo ẩn ở bên dưới này. Thì anh em phải soi flash vào thì mới hiện lên được cái logo đó. Và chúng ta sẽ có là dòng chữ Swissmade đây. Và giữa dòng chữ Swissmade này chúng ta sẽ có một cái logo. Thì cái logo này là để chứng nhận đây là một cái dòng Mark 2, dòng mới nhất của Rolex. Đó, chỉ có dòng Mark 2 thì mới có cái logo ở giữa Swissmade này. Đó. Ok, thì đến với phần thân của chiếc đồng hồ này thì em nó sẽ có một cái liềng là vàng trắng 18K, còn lại là thân thép không gỉ 904. Đó, phần liềng khía này anh em nhìn là phần liềng khía này nó sẽ rất là led. Đó, đã qua sử dụng nên là không thể tránh được những cái sức răm nhỏ, nhưng mà chiếc này của em này không cấn móp gì cả. Đó, đây là phần thân thép không gì 904. Anh em nhìn cái thân thép này nó sẽ làm rất là gọn này, hai phần càng này làm rất là led ở phần đầu càng, nên là khi mà lên tay ấy, thì nó sẽ rất là thon gọn. Ở bên cạnh này em có một cái lúm. Đây là lúm vặn cổ trai thì em vặn mở ra để chỉnh qua chức năng cho anh em xem nhé. Đó, khi mà ra hết lúm này thì có thể lên có tay này. Đó, và rút ra một lớp sẽ là chỉnh lịch, rút ra lớp thứ hai sẽ anh em sẽ là chỉnh giờ. Đó, khi đóng lại anh em vừa xoáy. Với cái lúm vặn cổ trai này thì sẽ có độ chống nước là 100m cho chiếc đồng hồ này. Thì anh em rửa tay và dùng nước cũng khá là thoải mái. Đi cùng với chiếc đồng hồ này sẽ là một bộ dây Jubilee được làm ba chỉ với ba chỉ ở giữa được là thép đánh bóng và hai chỉ bên cạnh này sẽ là thép phay xước. Và anh em có thể thấy được là phần tai càng này, cái phần khóa này thì sẽ được làm thon từ trên xuống để khi mà anh em lên tay thì bộ dây này nó sẽ rất là gọn. Đó, đây là khóa của chiếc đồng hồ này, khóa Oyster. Với chúng ta sẽ có là một cái phần khóa làm lên ở đây và cái phần khóa này thì nó sẽ rất là mang lại cho em cái sự trẻ trung và sự hiện đại.
Còn đây là mặt trong khóa anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy được là mặt trong khóa đang làm cũng khá là phức tạp. Đó, ở đây thì em cũng sẽ có là một cái phần để chỉnh nhanh này. Là khi nào anh em muốn chặt hoặc là muốn rộng vào, anh em có thể tự để điều chỉnh được. Đó, khi em muốn chặt vào thì em ấn vào cái này vào. Đó, thì phần khóa, phần dây nó sẽ ngắn lại được khoảng tầm 1 mắt. Mặt sau đáy thì sẽ được đánh phách xước toàn bộ này. Đáy sẽ đánh kín đặc trưng rồi. Thì em này sẽ dùng bộ máy là 3235. Với bộ máy này anh em sẽ có là 31 chân kính, tần số đo là 28.800 và thời gian truy cốt là 70 tiếng. Và bộ máy này là có 2 ổ cốt rồi. Đó, độ sai số là cộng trừ 2 giây một ngày, cực kỳ là bền bỉ và chuẩn xác. Ok, thì em sẽ lên tay thử anh em chiếc đồng hồ này nhá. Với 126 234 thì nó lên tay rất là gọn. Anh em nhìn cái mặt này nó sẽ rất là tinh tế. Đó, đây là khi mà chiếc đồng hồ này mà lên tay em đây. Đó, anh em nhìn thấy một chiếc đồng hồ Rolex thì nó sẽ bắt sáng cực kỳ tốt. Đó, đây là mặt sau khóa nhé. Đó, lên tay em thì cổ tay em là cổ tay 15.8, size 36 thì anh em tay tầm dưới 16.5 thì đeo có thể rất là ok. Đó, bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng đã qua sử dụng, tình trạng còn rất mới. Đó, anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp sau lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Em sẽ quay qua một lượt này để anh em xem lại một lần nữa. Ok, thì có gì anh em cứ inbox cho em. Ok, thì em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và gặp lại anh em.